Xin chào anh nhé. Tiếp theo clip này thì em đang test một con đẩy bãi cho một khách hàng, anh Đặng Văn Hưởng, có địa chỉ ở số nhà 9, phường Nhà Trung, phường phường Tiền Tiến An, thành phố Bắc Ninh mới nhé. Đây là một trong dòng của đẩy của hãng CIS với mã IT18F nhé. Thì dòng này thì chất âm nó rất là hay, sử dụng 16 sắt 16 than. Con này các bác có thể chơi được hai cặp loa bắt 30. Chơi cái dòng này thì đánh nó chịu đòn tốt, đánh rất là lực, đánh càng nóng càng hay nhé, công suất khỏe và đặc biệt là chất âm của này ra rất là hay, tiếng nó sáng tiếng và đánh tiếng rất là dày. Thì ở đây thì trong clip này thì em test cho các khách hàng quay chi tiết cái nội thất cũng như là test chất âm để toàn thể các bác theo dõi kênh và nắm được, cũng như em báo giá để các bác nắm được khi mua những sản phẩm tại cửa hàng cho nó dễ hơn. Hiện tại thì em đang lấy tín hiệu từ máy tính này. Đây, cắm bằng đường hoa sen thôi nhé, đánh ra một đôi loa bắt 30. Thì ở đây thì con này tín hiệu đằng sau nó sẽ có đường vào bằng canon như này. Thì sẽ cho các bác cái chân chuyển đổi từ canon ra V. Đây, một đầu là hoa sen giống như âm ly ấy, còn một đầu của nó là ba chân như này. Thì các bác cắm tín hiệu vào như này là được. Còn ra loa thì các bác có thể là đấu giắc nhiêu trích như này, đấu 1 cộng 1 trừ, hoặc là chúng ta sẽ đấu là đỏ là dương và đen là âm cho hai kênh, kênh A này, kênh B này. Đấy. Còn các chức năng gạt đằng sau đây thì em đã gạt sẵn Sitte rồi, thì về các bác chỉ việc chơi thôi. Đây, con này thì nó có 3 giải, là giải toàn giải chung bát chung chéc ở cuối em gạt hết rồi, còn nó có một cái giải trung cao và giải là giải giải lâu, mid lâu, tức là giải thấp. Gạt về cái LPF này thì nó đánh mỗi ra tiếng trống, tiếng trung trống trung trầm, tiếng trống 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 không không có lời với nhá. Đấy. Hướng dẫn sơ qua những bác mà ví dụ chúng ta về sử dụng. Con này thì đây là một trong dòng đẩy thương hiệu của Mỹ với nhá, nhà máy đặt ở Trung Quốc, made in PLC, nó giống như cái điện thoại Samsung mà của Hàn Quốc, nhà máy đặt ở Thái Nguyên. Trung Quốc thì bao giờ họ nếu nhà máy đặt ở nước họ thì phải ghi chữ made in PLC ở đây. Đấy. Con này rất đẹp đấy nhé. Ốc ác thì các bác để ý này, từ những ốc ác còn rất là mới này. Đấy. Đời cao, con này đời rất là cao. Với cái mã IT này đời rất là cao. Linh kiện bên trong đây có nhìn những con điện trở này. Đấy. Nó rất là đẹp luôn. Và những cái con sò sò Mexico ốc bể màu của nó còn rất là mới. Thì nó sử dụng là 16 con sò sắt này, trên trên 8 và dưới 8. Đây, có thể đếm này, 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, dưới 8 nữa và 16 sò than là sò Toshiba 1 2 3 4 5 6 7 8. Đây diode cầu, đây là sò dàn sò thúc. Điện trở đây. Đây, sử dụng mạch class H đó nhá. Class H thì ngày xưa họ sử dụng những cái dòng này thì linh kiện dùng rất là nhiều linh kiện. Cho nên là nó chịu đòn tốt cũng như là nó tiếng ra rất là hay. Này, dây dạ các thứ là đấu nối nó rất là khoa học đó nhá. Tất cả ốc vít hết. Con này nó sử dụng là 2 4 6 8 tụ tụ lòng nguồn hàn chân kép đó nhá. CF. Hai dây le cho hai kênh, còn dưới là dây le nguồn. Đây vỉ ở sau con này. Đấy. Sau bên trong. Rất là đẹp đấy nhá, rất đẹp luôn. Đây là một cái dàn cầu chì để bảo vệ ở dưới, nó vẫn sẽ ở dưới dưới dưa leo nguồn, nó vẫn còn cầu chì bảo vệ nữa nhá. Chín áp đây, chung là máy rất đẹp luôn, nguồn đồng ấy nhá, nguồn đồng, hai quạt gió rất là êm. Thì với chiếc cục đẩy này thì giá là 6 triệu em báo ship nhá, hàng còn đẹp, rất là đẹp. Hàng này thì cửa hàng em tuyển chọn để về các bác chơi và sưu tầm. Hàng này hàng mới là không có, cho nên là những hàng bãi, những hàng mà đời chót như này thì rất là hiếm. Đây thì em cố gắng làm sao mua để phục vụ đầy đủ cho các bác, thì luôn luôn để phục vụ. Cũng trong thời gian vừa qua thì cũng có một lúc còn thời gian nó bị nhỡ hàng, thì hiện tại thì em lại có hàng, không có nhiều nhé. Thì các bác đặt hàng thì bác liên hệ sớm với em theo số máy 0385 222 28, giá 6 triệu. Thì clip này thì em quay cho bác khách hàng thì là một video làm kỷ niệm, cũng như là báo giá, cũng như là test chất lần để bác theo dõi kênh bác nắm được. Em xin chào bác.